Công an thành phố Hà Nội cho biết, thời gian gần đây xuất hiện các phần mềm giả mạo ứng dụng của cơ quan thuế nhằm lấy cắp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng với mục đích chiếm đoạt tài sản. Theo Công an thành phố Hà Nội, khi người nộp thuế cài đặt các phần mềm ứng dụng Tổng cục Thuế giả mạo, các đối tượng dùng công nghệ trí tuệ nhân tạo AI như Deepfake, Deepvoice để tạo ra các video giả mạo cán bộ thuế để lừa đảo người dân. Nếu người dùng cài đặt phần mềm này còn có nguy cơ sẽ bị chiếm quyền điều khiển toàn bộ điện thoại thông minh. Trước tình hình trên, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân tuyệt đối không tải hoặc cài đặt ứng dụng của cơ quan thuế qua các đường dẫn hoặc các đường dẫn không chính thống được gửi qua tin nhắn email. Trường hợp nhận được tin nhắn trên các nền tảng mạng xã hội và cuộc gọi bất thường hay có dấu hiệu lừa đảo nói chung liên quan đến lĩnh vực thuế nói riêng, người dân cần kịp thời trình báo cơ quan công an để ngăn chặn và xử lý theo quy định của pháp luật.